Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Jessica. Ngày hôm nay mình rất là vui bởi vì mình muốn chia sẻ với các bạn một chiếc túi mà mình mới được offer từ store. Tan 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 tan. Như các bạn cũng biết, với tình trạng khan hiếm túi ở store như hiện nay á, thì để có được một chiếc túi offer là đã khó rồi, huống chi một chiếc túi mà cái màu mình cũng yêu thích và cái hardware color mình cũng yêu thích luôn. Thì điều đó giống như là hái sao trên trời vậy đó các bạn. Cho nên hôm nay mình rất là vui và hào hứng để chia sẻ với các bạn chiếc túi này. Và để không để các bạn chờ lâu thì mình đi phần unbox luôn nha. Receipt. Tên 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 tên. Ok, mình để hộp qua bên này nha mọi người. Đây là cái care book. Tên 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 tên. Quá đẹp phải không các bạn? Màu này là một trong những màu yêu thích nhất nhất của mình, màu baby pink. Và đây là chiếc túi Constance 18, hay mọi người còn gọi là mini Constance. Màu này có tên gọi là mauve Sylvestre, rất là popular hiện nay. Và hardware thì màu rose gold hardware. Đây là mặt sau của nó. Để mình mở bên trong cho mọi người xem nha. Ok, các bạn tháo cái này ra. Và đây là bên trong của chiếc túi. Có hai ngăn. Để mình đến gần cho mọi người xem nha. Mình cũng không hiểu sao Admax không có làm cái điều chỉnh cái dây ngắn dài cho chiếc túi nữa. Thì sofa mình thấy hai chiếc túi của Admax là có dây đeo là chiếc túi Constance này và chiếc túi Kelly. Nhưng mà cả hai đều không có cái điều chỉnh ngắn dài gì hết. Cái dây sao thì nó là như vậy thôi. Và cuối cùng là mình sẽ unbox cái receipt. Chiếc túi Constance Mini Mauve Sylvestre có giá là 7.950 USD, thuế nữa là 8.324 USD. Đây là giá ở trong store đó mọi người, 8.324 USD. Nhưng mà ở ngoài thị trường á, theo mình thấy là giá khoảng tầm 15.000 USD. Thì mình sẽ link cái đường link của Madison. Mình thấy cái giá của chiếc túi này ở trên đó thì mình sẽ cho mọi người tham khảo cái giá ngoài thị trường nha. Khoảng cách khá ấn tượng phải không các bạn? Đó là lý do tại sao mà giá trị của chiếc túi Admax được đội lên rất là nhiều. Có nghĩa là giá trị trong store thì 8.000 mấy nhưng mà ra ngoài thị trường thì nó là 15.000, có thể là hơn nữa. Theo ý kiến của riêng mình thì mình thấy những cái điều sau nó làm cho giá trị của chiếc túi Admax được đội lên rất là nhiều. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là thứ nhất, chiếc túi nó vừa đẹp mà nó vừa chất lượng. Thứ hai là về cái thương hiệu nổi tiếng của nó, như ai cũng biết Hermes thì nổi tiếng lừng danh thế giới rồi, mình không còn gì phải bàn cãi thêm. Và thứ ba nữa đó là nó không dễ dàng mua một chút nào. Ví dụ như các bạn có tiền, các bạn có thể cầm tiền vào store của bất kỳ thương hiệu nào, các bạn có thể mua bất cứ màu nào các bạn thích, size,
hardware, tất cả cái gì các bạn muốn, nhưng với thương hiệu này thì không có dễ dàng có được những cái chiếc túi mà các bạn ưa thích, cho nên là nó càng làm cho cái sự khát khao có được chiếc túi càng cao hơn nữa, để dẫn đến cái tình trạng mà cung không đủ cầu á, cho nên là chiếc túi càng có giá trị hơn. Và thứ tư nữa là mình nghĩ chiếc túi Hermes nó có giá trị tăng theo thời gian, bởi vì khi các bạn mua một chiếc xe chẳng hạn thì khi chạy vừa ra cổng là các bạn đã lỗ một phần nào rồi, nhưng mà với chiếc túi thì nó không những không lỗ mà nó còn lời nữa. Cho nên mình nghĩ chiếc túi Hermes là tài sản chứ không phải là tiêu sản. Các bạn có đồng ý với mình không? Nếu các bạn đồng ý thì các bạn để lại comment ở dưới nha. Và video ngày hôm nay đã kết thúc tại đây rồi. Hy vọng các bạn yêu thích video này. Xin mời các bạn bấm like và subscribe cho kênh của mình nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm và ủng hộ kênh YouTube của Jessica. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye, love you all.